Kính chào quý khán giả. Chúng tôi là Tạ Khư Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua. Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ sáu 24 tháng 8 2018, Dow Jones 25.790.35. with today cộng 0.47% và year today cộng 4.33%. Nasdaq 7.945.98.

cũng căn cứ với thứ sáu hôm 4 tháng 8 2018 và giá xăng là 2 đô la 838 một gallon căn cứ về dự kiện từ công ty 3 chữ A AAA thứ sáu 24 tháng 8 năm 2018. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương 0.8596 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ thứ sáu hôm 4 tháng 8 năm 2018 và cũng tương đương với 0.7785 của đồng Anh Kim Anh Quốc tương đương với 6.81 đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc tương đương với 111.23 đồng Yen của Nhật Bản và tương đương với 67.06 của đồng rubble của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2018, 30 năm cố định là 4.51% và 15 năm cố định là 3.98%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 18 tháng 8 năm 2018 có 210.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 2.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 181 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 11 tháng 8 năm 2018, Mỹ có 1 triệu 727.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 2.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 7 2018 đã cung cấp 157.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 7 xuống mức 3.9%. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả 3 chỉ số đều đi lên. Dow Jones tăng cộng 0.47%, Nasdaq tăng cộng 1.66% và S&P 500 tăng cộng 0.86%. Cùng ngày thứ Sáu hôm 4 tháng 8, thị trường chứng khoán của thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.85%. Hong Kong Hang Seng giảm trừ 0.43%. London FTSE 100 tăng cộng 0.19%. Shanghai Composite tăng cộng 0.18% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.23%. Đồng đô la tuần qua giảm giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu với đồng Anh Kim của Anh Quốc và đồng dân, nhân dân tệ của Trung Quốc nhưng lại lên giá so với đồng yên của Nhật Bản và với đồng rúp của Nga. Thị trường thế giới muốn đồng đô la yếu hơn vì nếu lên giá quá mạnh sẽ có thể gây phi phỏng cho các thị trường tài chính và do đó tạo nguy hiểm cho kinh tế hiện nay. Đồng đô la yếu hơn có thể giúp cho các công ty quốc tế có thêm lợi nhuận vì giá hàng hóa sẽ rẻ hơn trên thị trường quốc ngoại. Thị trường việc làm tiếp tục cải thiện ở mức độ rất tốt. Tỷ số thất nghiệp trong tháng 7 2018 đã xuống mức 3.9% thấp nhất trong 18 năm. Tổng sản lượng nội địa GDP là 4.1% trong tam cá nguyệt vừa rồi, là những thành công lớn của Tổng thống Donald Trump và nội các của ông. Các công ty lọc dầu của Mỹ đang hoạt động tối đa để thỏa mãn nhu cầu xăng và diesel tại Mỹ cũng như hải ngoại cho tới năm nay và cả năm tới. Các nhà máy lọc dầu của Mỹ hiện nay đã sản xuất phá kỷ lục 18 triệu barrel dầu thô mỗi ngày. Theo Bộ Năng lượng, đây là lần đầu tiên một hải cảng của tiểu bang Texas mới đây đã xuất cảng dầu thô nhiều hơn là nhập cảng. Đây là một thành quả cho thấy sự gia tăng số lượng dầu xuất cảng và sự phát triển tốt đẹp của kỹ thuật Shell đã giúp Hoa Kỳ bớt tùy thuộc vào dầu ngoại quốc. Kế hoạch cắt giảm thuế từ 35% xuống còn 21% để giúp cho các công ty nói chung và ngân hàng nói riêng đã gia tăng lợi nhuận nhiều chưa từng thấy trước đây. Ngân hàng có lợi nhuận gia tăng 25% trong tam cá nguyệt vừa rồi so với cùng thời kỳ năm ngoái. Giá dầu thô ở mức 68 đô la 52 cent một barrel, giá xăng xuống mức 2 đô la 838 một ga lông các đại công ty dầu đang thi nhau bom dầu từ tiểu bang Texas. Kỹ nghệ dầu đang đổ hàng nhiều tỷ đô la vào thung lũng Permian Basin của Texas là công trường dầu nóng bỏng nhất trên thế giới hiện nay. Giá vàng ở mức 1.212 đô la 30 cent một ounce hôm thứ Sáu 24 tháng 8. Lãi suất một kết xuống mức 4.51% cho 30 năm cố định và 3.98% cho 15 năm cố định. Thị trường địa ốc hiện nay nói chung rất nóng, không cung ứng đủ nhu cầu của người mua. Giá nhà tại những thị trường nóng gia tăng nên trung bình nhà đang bán chỉ ở trên thị trường khoảng 2 tuần lễ là bán được. Công ty xây nhà cao giá thu Brothers hôm thứ Ba 21 tháng 8 cho biết nhu cầu về nhà hạng sang đang rất mạnh trên toàn quốc. Công ty đã ký với số kỷ lục hợp đồng xây nhà trong tam cá nguyệt vừa qua. Công ty tin rằng thị trường nhà mới tiếp tục phát triển trong những năm tới bởi thị trường việc làm tiếp tục tốt và giá nhà đang đi lên. Nói chung kinh tế Mỹ đã phát triển rất mạnh và nhanh trong tam cá nguyệt vừa qua với chỉ số tổng sản lượng nội địa Gross Domestic Product GDP là 4.1%. Không thấy kể từ giữa thập niên 2000 mạnh nhất và nhanh nhất trong gần 4 năm qua. Kinh tế thế giới Kinh tế Trung Quốc đang bị chậm chạp yếu kém trở lại vì hậu quả của cuộc chiến mậu dịch với Hoa Kỳ. Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng thuế mậu dịch mới trên 50 tỷ đô la của hàng hóa mỗi bên và còn đe dọa sẽ đi xa hơn nữa. Trung Quốc có GDP 6.9% trong năm 2017 nhưng đã bắt đầu mất sức trong năm nay với dấu hiệu yếu kém theo cấp số nhân. Thị trường chứng khoán Shanghai với chỉ số Shanghai Composite đã đi xuống 23% kể từ đầu năm đến nay. Đồng dân nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất giá khoảng 9% so với đồng đô la kể từ tháng 4 trong cuộc chiến mậu dịch với cường quốc dẫn đầu mà phần thắng lợi ở về phía Hoa Kỳ. Giới đầu tư đang bỏ chạy khỏi các công ty đại high-tech của Trung Quốc. Các công ty Baidu, Alibaba và Tencent đã mất hàng trăm tỷ đô la trên trị giá thị trường trong mấy tháng qua, trong khi chỉ số Dow Jones của Mỹ lên giá hơn 25% và chỉ số Chinese Tech mất giá 12%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang mất giá kinh tế hiện bị rối loạn do hậu quả của cuộc chiến mậu dịch với Mỹ. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới xin cảm tạ quý vị